Be on top. Tôi Angela Jolie so đẹp. Cái gì vậy? Hả? Dạ. Đang làm cái gì? Dạ, tụi em đang tập thời trang. Giờ này là giờ gì? Giờ này là giờ gì? Giờ làm. Giờ làm mà lại đi tập thời trang là sao? Dạ thì sao đứng đi. Chương trình này là của công ty. Dạ đúng rồi chị. Nói một cái là cãi một cái, nói một cái là cãi một cái. Tại sao không lắng nghe được vậy hả? Nếu như đây là giờ tập thời trang thì mình có thể sau giờ làm việc 10 giờ, 12 giờ tối gì đó xong hết công việc cũng làm cái gì. Đâu có ai cấm cản cái gì đâu. Đúng chưa? Cô làm sao vậy? Em xin lỗi, để tụi em đi. Trời! Tại sao lại có thể ăn uống trong cái giờ làm việc? Mọi người thực sự không có một cái ý thức nào cả. Hay... Rồi làm sao? Nhìn đi! Lá phổi xanh mà có cô đấy đi qua một cách hững hờ như vậy được hay sao ta? Hả? Em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Dạ tụi em lụm liền chị. Không cần lụm. Dạ. Để tôi lụm cho. Ôi, sao được sếp? Dạ. Tụi em dọn, tụi dạ, em dạ, nhân viên vậy mà sếp là không sếp được mà. Nữa tụi em làm cho dạ, sếp dạ, ơi. Dạ. Khoan đã. Sếp nào? Chị. Sếp để tôi. Sếp nào ở đây ra? Tôi là cô. Là cô. Lao công Điệp. Tôi là cô lao công tên Điệp. Làm ơn lần sau không được xả rác nữa nghe chưa? Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? À, biến. Để tôi dọn. Một nhát nữa tin không? Đi. Hả? Làm cái gì vậy? Rồi trơ trơ nhìn tôi hay cái gì? Ôi quá người ta. Mày đau chưa? Cặp độ tao không có tiền đền đâu má. Tao làm cái gì mà rần rần từ công ty ra tới đây? Ủa? Bà không tức hả? Bà không tức. Chứ tôi là ruột gan tôi lộn tới trên đầu rồi. Ai nói bà là tôi không tức? Con mẹ đó chứ. Mà việc bà làm, việc mình làm liên quan gì đâu. Sao không liên quan? Tôi nói sáng sớm mới banh mắt ra đi vô công ty nha, là bị bà chửi rồi, là xui cả ngày. Thiệt á. Tôi thấy sếp đi rồi, tôi tưởng đâu là tôi được yên thân. Ai ngờ gặp mẹ lao công, còn hơn bà nội của sếp nữa. Đau chưa, đau chưa? Đau nhưng mà tức quá. Cái bà đó dữ thiệt chứ. Không phải dữ không đâu, mà gọi là cái thứ là không biết điều á. Ngày đầu tiên đi làm mà đã kiếm chuyện với tụi mình rồi. Bây giờ để bà vậy đi ha. Từ từ bà sẽ leo lên vai, leo lên cổ, leo lên đầu. Buồn buồn bà nhảy dù bà đu xuống ha. Giờ bà tính xử là xử sao? Chặn đường đánh một trận cho ốm luôn. Ê, tôi chưa biết tình hình sao, nhưng mà tôi nhìn cái tướng của bà với cái tướng của bà là tôi thấy bà bị quýnh chết trước rồi đó. Ờ ha. Nó mập thiệt. Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ không đánh được nó, không làm được cái gì đó. Tôi tức là tôi đánh bà đó. Giờ tôi không tính nè. Tôi có khách rồi. Đã ác thì phải ác cho tới. La 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 la. Cái gì đâu? Nhưng mà tôi mới lao bên này mà cô. Đây là công việc ưa thích của mình, phải làm thôi.
ơi, trời ơi. Trời, ủa cái gì vậy? Tự nhiên ôi xin lỗi nha, tại vì cái chỗ tôi đang lau á mà cái sàn dơ quá, tôi phải tạt nước ra cho nó sạch á. Hai người con gái con lứa gì đi mà không có cẩn thận gì hết á. Thôi thôi, dọn dẹp ở đây giùm tôi nha, tôi còn nhiều việc lắm. Lần này chết chắc luôn rồi. Cho bỏ cái tập bố láo bố léo. Đó. Trời ơi, cái bàn này là của ai đây? Hả? Tôi hỏi lại một lần nữa, cái bàn này là của ai? Cái bàn này là của tôi. Có vấn đề gì không? Cậu hỏi tôi có vấn đề gì không hả? Cậu nhìn kìa, tại sao nó lại vô ý thức một cách như vậy chứ? Trời ơi, lớn tuổi rồi thì bây giờ mình phải biết sắp xếp một cách nó ngăn nắp chứ nè. Ví dụ, văn bản mình phải để một bên, bút viết khi mình cần nó mình có cái mình lấy. Chứ lỡ bây giờ quăng tứ tung như vậy rồi lỡ cần mà phải tìm mất thời gian của mình. Sao lớn rồi không có một cái suy nghĩ gì nó logic hết vậy? Thật ra thì... Thật ra cái gì? Thật ra là định tìm một cái lý do để bào biện cho cái sự dơ dái của mình đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa hết? Tại sao nha? Mấy giới trẻ cô cậu cái cậu lạ lắm. Mình sai thì mình cứ nhận lỗi, rồi mình xin lỗi một cái là xong, đúng không? Người ta bỏ qua cho chứ có gì đâu. Cứ tìm mọi lý do để chống chê cho cái hành vi sai phạm của mình là sao? Nữa. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu là mà cậu không dám nhận. Tôi nói thiệt nha, ý thức của cậu còn thua một đứa con nít nữa. Cậu đi ra khỏi đây đi. Trời ơi trời, chị ơi, chị có biết là chị đang nói chuyện với ai không vậy? Chuyện với ai? Cái người mà chị vừa mới chửi á, vừa mới đuổi đó, là giám đốc khu vực đó chị. Ủa mà sao tôi không biết? Tại vì thời gian qua tôi đi công tác, chị mới vô làm cho nên là chưa biết tôi. Sao nãy giờ không nói? Chị đâu có để tôi nói lời nào đâu. Thấy chưa, nhảy với họng sếp luôn, bất lịch sự dễ sợ. Đi xa nha. Ủa thì có sao đâu, bình thường mà. Ủa, mọi người nghĩ là tôi sẽ sợ sệt và tôi lo lắng lắm mà. Không có. Tôi sai thì tôi nhận, mà tôi không có sai. Cái người sai là cậu, nên tôi không có sợ gì á. Sai thì tôi phạt, đúng thì tôi thưởng, không có gì á. Chứ kể cả giám đốc xin lỗi nha, sai thì tôi cũng chửi à. Thiệt. Hợp đồng thử việc của chị đâu. Nói vậy tôi hiểu rồi. Hợp đồng của tôi để dưới kho á, thì nếu mà thấy khó quá thì thôi, để tôi xuống dưới tôi lấy lên cho rồi ký đủ việc tôi, đúng không? Không sao hết mà sếp yên tâm nha. Tôi mà nghĩ rồi tôi cũng không nói xấu công ty gì mình đâu nha. Chị đem hợp đồng thử việc lên đây, tôi sẽ quỵ nó. Hiểu chưa? Nói chưa? Đuổi tại chỗ cho bỏ rồi, học tôi sẽ cho chị làm hợp đồng chính thức, trở thành nhân viên chính thức của công ty. Sếp có lộn không vậy? Nãy giờ chủ sếp quá trời mà đòi nhận là nhân viên chính thức là sao? Sếp có nhầm lẫn gì không sếp? Cậu ơi, cậu là sếp á, nhưng mà cậu đừng giỡn, nhiều khi nó không vui thay gì á. Tôi rất là sợ, ngày xưa tôi đi làm mấy người kia kêu yên tâm đi, trời ơi tôi cho làm thử ha, trời ơi cảm ơn nha, bị dụ. Trời, nghĩ là tôi tưởng thiệt á. Không, tôi không có thích giỡn vậy, già cả lớn tuổi rồi tôi đuổi nghỉ thôi, không vậy nha. Tôi không có giỡn, tôi nói thiệt. Những người mà trấn áp nhân viên giống như chị á là cần cho công ty này, bởi vì luôn trừng trị những nhân viên lười biếng và cẩu thả. Tôi cũng cảm ơn chị vì thời gian qua tôi đi công tác, nhờ có chị mà công ty này được sạch sẽ tươm tất. Ủa nhưng mà cậu nói thiệt hả? Tôi nói thiệt. Mà nãy giờ tôi nói chuyện vậy cậu có giận tôi không? Có gì đâu mà giận. Mà tôi nói thiệt nha, tính tình của chị á. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Giận với tôi, đuổi thì đuổi, có cái gì đâu. Tính tình của chị cần phải phát huy. Ủa là khen tôi hả? Khen. Sếp, tôi nói thiệt nha, sếp đừng đi làm giám đốc nữa, sếp đi làm diễn viên đi. Sếp làm mấy cái pha hồi hộp này thiệt, tôi muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Nhưng mà tôi có một xíu góp ý về chị nha. Thì sếp là góp ý. Tôi chưa từng thấy ai đi làm lao công mà ăn mặc giống chị. Không phải, ngày xưa cái áo này nó rộng lắm, theo thời gian á nó ôm body tôi. Còn cái này là tại vì
Tại vì tôi làm gì cũng vậy á. Nghề nghiệp đối với tôi là khi mà tôi làm được cái gì đó là tôi trân trọng nó lắm. Cho nên là cái này là tôi tự may. Tôi may để giống như là tôi cảm thấy tôi trân trọng cái công việc của tôi, giống như bộ đồ tôi nè, sẽ thấy không? Tôi lịch sự không? Cũng giống như là tôi rất là mến cái công việc này, tôi sẽ làm bằng hết cái tâm của tôi. Đó, tôi nói thiệt nha, sếp mà cho tôi vô làm mà sếp sai là chửi đầu cổ sếp đáng chịu á. Không, ý là chửi như con cháu rồi tôi dạy mấy cái điều hay lẽ phải cho sếp. Trời. Vui quá. Thôi sếp kiếm góc nào sạch sạch sếp ngồi đi. Để tôi dọn này xong rồi sếp vô sếp ngồi sếp làm. Thôi đi. Cái này á, ai làm thì người đó dọn. Ủa? Sếp thì lao công mà mình mướn thì phải để cho người ta dọn chứ sếp. Đúng rồi. Thật ra trong công ty mình có camera. Ủa sếp sao gắn cái nào vậy? Ở đâu vậy sếp? Bây giờ tôi gắn cũng cần phải thông báo nữa hả? Có cần tôi trích lục lại camera để xem ai làm những việc này không? Dạ không cần đâu sếp. Cái gì qua rồi mình cứ cho qua. Thôi được rồi. Vậy thì sẵn hôm nay đông đủ mọi người, tôi sẽ thông báo về việc gương mặt đại diện của công ty mình. Đó chính là chị Điệp. Ủa thiệt hả sếp? Tự nhiên tôi mới vừa làm được gương mặt luôn hả sếp? Tôi nói thiệt. Không giỡn nha. Không giỡn. Trời ơi. Mọi người, một tràng cho cái tay nào.